Phương Quế xin kính chào quý khán thính giả của Đài Hồng Việt TV và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa kính mến. Trang Thanh Lan xin thân ái kính chào tái ngộ đến quý khán thính giả thương mến. Đến với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được phát hình trực tiếp mỗi tối thứ ba trên làn sóng 2078. Chương trình sẽ được phát lại 11 giờ đêm nay, 9 giờ sáng thứ tư và 5 giờ chiều thứ bảy. Chương trình này cũng nhằm mục đích giúp đỡ những người trẻ hiểu biết thêm về hình ảnh oai hùng cũng như sự chiến đấu anh dũng của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tiếng Hát Hậu Phương hy vọng sẽ là một nhịp cầu để chúng ta có thể ôn lại những kỷ niệm vui, buồn, những mất mát chia ly trong thời chinh chiến. Khi tiếng súng còn đang rền vang trên khắp nẻo đường đất nước, đã có những chàng trai rũ bỏ sách đèn, lên đường bảo vệ non sông. Cũng có những tiếng hát cất lên cho những chuyện tình gian dở. Tiếng hát của những người em gái hậu phương gửi đến cho những chàng trai nơi tiền tuyến là những tình cảm dạt dào thấm đẫm thương yêu, những con tim thổn thức, nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Chương trình Tiếng Hát Hậu Phương rất mong đón tiếp quý vị cựu quân nhân, các người vợ lính, người yêu của lính đến với chương trình để cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm buồn vui. Và các hội đoàn có những buổi tổ chức liên quan về lính cần phổ biến, xin email về tienghathauphuong@yahoo.com, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp vào để chia sẻ với chương trình qua số điện thoại 714-933-7877. Kính thưa quý vị, hôm nay Tiếng Hát Hậu Phương xin giới thiệu đến quý vị một người chiến sĩ. Anh cũng là một ca sĩ, một tay anh cầm súng, một tay anh ôm đàn. Dạ vâng, kính mời quý vị chào đón Đại úy Nguyễn Bé thuộc Biệt động quân Biên phòng Quân khu 1. Dạ xin mời anh Bé. Dạ vâng, tôi Nguyễn Bé ở binh chủng Biệt động quân của Bộ Chỉ huy Quân khu 1, Quân đội 1, Quân 1 Chiến thuật. Xin trân trọng kính chào quý thính giả của Đài Hồng Việt TV và chào hai cô. Dạ thưa chào Đại úy Nguyễn Văn Bé, Đại úy Sứa. Dạ không cô Văn. Và Nguyễn Bé. Một cái tên mà anh đi hát nữa là anh Song Nguyễn. Dạ vâng, dạ. Song Nguyễn là cái tên để đi ra chơi với bạn bè, với xã giao ở ngoài thôi. Chứ còn tên mà cúng cơm từ đi học cho đến ở trong quân đội tên Nguyễn Bé. Dạ vâng. Sau này mới được biết, chứ còn em được biết anh á là hình ảnh đầu tiên em biết anh là em biết anh là anh Song Nguyễn. Là Song Nguyễn. Em không ngờ là anh có mang một cái bộ, một cái sắc áo mà em rất là yêu thích, một cái logo, một cái đầu cọp Biệt động quân 13 rất... răng nữa. Hình như là lần đầu tiên tụi em đón tiếp một chiến sĩ Biệt động quân phải không quê? Dạ. Đúng rồi. Mình có tất cả các binh chủng ngoại trừ Biệt động quân và địa phương quân, nghĩa quân thưa quý vị. Và hôm nay rất vui để đón tiếp. Nhưng mà được biết anh là giống như best friend của anh Hà Văn Trúc. Anh Bùi Bảo Trúc. Bùi Bảo Trúc. Trời ơi, bữa nay có sư phụ ngồi gần máy. Run quá nói không được thưa quý vị. Hôm bữa em nghe anh Trúc nói là bé, em hỏi Quế, ủa bé là ai vậy? Cái anh Trúc nói là bé là hắn đó. Anh Bùi Trúc là không phải là bạn, hai chị biết là anh là người anh. Phải nói là cái vai về là anh. Anh đủ mọi thứ của mình. Nhưng mà trong lúc mà đi nhậu thì coi như bạn anh. Ngoài bàn nhậu thì là anh, trong bạn thì coi trong bàn nhậu mà bạn thì nói vui phải không anh? Tôi thì thích cái dí dỏm, cái duyên dáng của anh Bùi Trúc. Hình như là tất cả mọi người đều thích cái duyên dáng, cái dí dỏm của anh Trúc. Tức là thời gian qua mau nhưng mà nghĩa là cái duyên dáng của anh nó vẫn còn nằm ở đó. Mà em hiểu sao mà cỡ tụi em mà đã thấy tụi em đã là hơi lãng trí rồi mà anh Trúc lại không có quên một cái gì hết. Không giống như cái computer mình bấm một cái là cứ anh cứ nói nói ào ào, em không biết tại sao em phải người đặc biệt như cái, nhiều người nói như Trang Thanh Lan. Nhiều người nói đúng là một thiên như tài. Tụi mình thì coi như là bắt đầu lẫn rồi đó. Nhiều cái si khai si gì si dặn si khờ người già. Dạ thưa anh, bây giờ chúng ta bắt đầu vô câu chuyện thưa anh. Vâng, dạ mời hai cô. Dạ anh bắt đầu nhập ngũ từ năm nào thưa anh? Dạ kính thưa quý khán giả, kính thưa cô Phương Hồng Quế và cô Trang Thanh Lan, tôi thì vừa đi học xong cái bị động viên thì năm 1968 cái màu thân là tất cả cái lớp tuổi chúng tôi là phải đi, không nói năng gì hết. Cho nên cái tuổi mà cái thanh niên của chúng tôi không có ở ngoài đời. Ngay tuổi mà sung sức như cái 20 tuổi là vào lính ngay tức khắc. Dạ thì tôi đi theo cái lệnh nhập ngũ
Thì tôi đi 68 năm 1968. Là lúc anh 20. Dạ vâng. Dạ. Là bắt đầu đi học ở quân trường nào anh? Dạ, cái lúc đó nào? Thì vì cái đồng viên nó đông lắm. Dạ. Nó vô đông cho nên là phải chia ra, phải học cái giai đoạn đầu tại Quang Trung, chúng tôi muốn luyện Quang Trung. A hay B? Dạ. Liên đoàn A hay là liên đoàn B? Dạ, tôi ở liên đoàn A có tên. Cái mọi liên đoàn, dạ, A là rất nhiều kỷ niệm đối với em đó. Dạ vâng. Rồi sau đó thì mình mới đi đi về Thủ Đức và về Đồng Đế Nha Trang. Là vì đông quá. Đồng Đế Nha Trang là cho hạ sĩ quan thôi. Dạ. Nhưng mà cái năm đó là cái năm mà là phải đào tạo sĩ quan rất gấp. Dạ. Gấp để mà cùng ở cái chiến trường nó cần. Dạ. Cho nên là chúng tôi phải chia ra, thì cái năm 68 thì tôi đi ra với quân trường Đồng Đế ở Nha Trang. Dạ. Mà dạ, lúc mà anh ra trường đó là vừa ra là mình đeo lon chuẩn úy trước không hay là thiếu úy? Dạ, chứ chỉ ra ai đi ra cái khóa sĩ quan mà trừ bị này đều ra là chuẩn úy. Dạ. Dạ. Thì em hỏi thêm. Khi mà ra, khi mà mãn khóa rồi anh ra trường rồi anh đóng quân ở đâu đầu, dạ, tiên hết chưa? Cái tôi mà đi cái cuộc đời tôi cũng có thích cười là cái ở trong Nam á, dạ, mà khi mà nghe ra người vùng một chiến thuật á, dạ, hồi đó là kêu là hỏa tuyến đó. Đúng rồi. Thì các anh em bạn bè chúng tôi là đứa môn cũng lo hết, yeah, là vì ở trong nào không thích, bây giờ nghe dữ dằn quá, yeah, mà tôi là cứ là ung dung và có thể hân hoan, tôi chọn quân một, à, tôi có đầu số mấy tôi cũng có khe, tại vì họ mong để đầu cao để được chọn chỗ tốt, yeah, nhưng mà tôi cũng có khe, tôi mặc dù tôi đầu cũng là cũng cao lắm nhưng mà trung bình, nhưng mà tôi chọn ra ngoài đó, mà chọn thì tôi ra là có một cái khái niệm mà tự hào của tôi là vậy, chứ không phải là tôi sợ, yeah, tôi không sợ chết, nhưng mà đây cái quê hương của mình, tôi lớn lên tại Huế đó, em cũng đang nghĩ, yeah, tôi sinh hoạt tại Huế, yeah, rồi bây giờ đi lính đi ra ngoài Huế đóng thì khỏe quá rồi, thì đúng rồi, nghe quê hương của mình còn gì, yeah, thích hơn, yeah. Yeah. Thành, yeah, ra anh đi ra ngoài địa đầu giới tuyến là đầu tiên là đi ra, đúng ngoài rồi, Huế thì cái câu này thì nghe dịu dàng lắm, địa đầu giới nhưng tuyến, mà tôi là tôi thấy hạnh phúc, yeah, vì tôi ra gần quê hương, tôi gần nhà hơn, gần, yeah, nhà hơn trong vợ, yeah, nhưng mà cái thời đó thì phải nói là những, yeah, người thanh niên như anh á, cái bầu nhiệt huyết dâng cao lắm. Và nếu mà dạ, lý tưởng lắm, lý tưởng cô lắm quê, với cô quê, dạ, em biết lý chứ tưởng lắm. Dạ. Và ngay bây giờ cái cuộc sống của anh nó cũng thể hiện, dạ, cái cách sống, dạ, và cái cách nói chuyện anh nó cũng thể hiện là cái thời xưa của anh rất là cái là hăng say đó, cái lý tưởng, dạ, của anh rất là vững mạnh, dạ, thì, dạ, không riêng với tôi, hai cô biết là anh em chúng tôi đều vậy, dạ, dạ, vậy thì, dạ, mới đi lính được. Dạ. Khi anh đóng quân ở đó thì hai bác còn ở ngoài miền Trung, thì anh có về thăm nhà thường hay không? Dạ không, lính tôi có một cái như thế này, không phải là xui, mình nói không phải là xui, nhưng mà tôi ở cái đơn vị thực chiến. Dạ, cho nên cái đơn vị thực chiến mà các cô biết rồi, sĩ quan sao mà được, dạ, đi phép như lính, dạ, mình ưu tiên cho người ta đi. Dạ. Còn sĩ quan thì vài ba tháng cô mình về được khoảng 24 tiếng. Thì là nhiều lắm rồi. Thì 24 tiếng đó anh về Sài Gòn hay là anh, dạ, không, ở quê? Tôi nói là quê hương là mình ở Huế với Đà Nẵng, à, cho nên về đó gần đóng ở đó thì về đó thì khoảng 24, dạ, tiếng thì 24 giờ phép là nhiều, chỉ, dạ, 24 giờ phép, giờ phép về thăm, nhưng mà về Sài Gòn thì phải 7 ngày 10 ngày, phải cho người ta phép 7 ngày 10 ngày chứ con. Dạ, một năm được mấy ngày, 7 ngày anh? Dạ tùy chị, tùy cái vùng mình đóng quân, tùy cái tình hình hành quân, và tùy cái ông đơn vị trưởng, mình ông tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn phó là, nghĩa là cảm tình nhiều thì là cho mình lúc nhiều. Lúc nào cũng vậy ha, hoặc là nhất thân gì thế. Nó, yeah, anh Thu mà biết áp phê. Ở đây cũng có phê phẩy nữa. Nhưng mà lúc đó thì anh đã có gia đình chưa? Dạ thưa tôi, khi đi nhập ngũ thì chưa có gia đình. Nhưng mà, yeah, sau đó mới có. Yeah. Nhưng mà sau đó cũng giống như cái bài Phương Hồng Quế hát của ông Nhật Trường đó. À, đơn xin phép rồi, từ đó xin phép rồi chứ đó, dạ, xin cưới, một tờ đơn xin cưới, dạ, một tờ viết xong rồi anh lại dạ, xé em ơi, dạ, dạ, tôi cũng, dạ, ở hoàn cảnh đó, dạ, đơn xin cưới là cưới liền, vô hay liền, dạ, không có cái xé, dạ, lên xe, nhưng mà cái cô thiếu nữ lúc đó đó mà bằng lòng lấy một người lính như anh đó thì phải nói rằng là cái cô đó cũng rất là yêu anh. Dạ, và không, nếu mà không lấy lính thì không lấy ai được hết, dạ, là vì không có ai được, có ở đó, nhà thì mấy người mà hoàng dịch miệng dịch thì cũng là tật nguyện được thôi, chứ còn mà thực sự là thanh niên chúng tôi cô đó mà lúc đó mà lấy thì là phải lấy lính hết á, không binh chủng này thì binh chủng khác không anh, nhưng mà người ta lấy lính tác chiến, đúng, nó nguy hiểm hơn lính ở văn phòng thưa anh, nhưng mà lính văn phòng thì có đâu mà lấy cho hết, tại vì lính không uống nhiều đâu, anh thua là tình yêu thôi, không thì những cô thiếu nữ như là tuổi em chứ vùng Quế hồi xưa lại khoái lính tác chiến, yeah, khoái là oai hùng đeo súng côn này kia mặc áo. Vậy mà mấy người bạn gái mà học chung trường với tôi ở Phan Chu Trinh Đà Nẵng á, là họ thích mấy cái binh chủng như là không quân, hải quân vì mặc đồ đẹp, về lính, về thành phố rồi ăn nói rồi diễn giang. Dạ không, cái bộ còn về đồng quân nó cũng có cái đẹp lắm, dạ.
Dạ, có đẹp khác không bị đậu bông. Em thích đậu bông hơn. Đậu bông thấy ngầu hơn. Dạ thưa anh có một cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất khi anh đi lính trong cái đồng đội của anh, hay là một cái kỷ niệm gì đáng nhớ nhất không thưa anh? Trang Thanh Lam với Phương Hồng Quế biết á, nếu mà hỏi câu đó thì tôi nghĩ rằng là đáng nhớ thì có đáng nhớ. Nhưng mà kỷ niệm mà vui thì đời lính thực chiến chúng tôi không có vui. Là có chi đồng vui ở trong rừng, trên núi. Cũng phải có nhiều chuyện đồng đội với nhau vui. Có một cái hoặc có những cái trận đánh nào đó anh? Cái trận đánh nào mà anh ghi nhớ? Dạ. Dạ. Những cái trận đánh mà lẫy lừng và vang danh của cái miền Nam của mình đó. Là mình như cái tác phẩm người ta viết về nhạc, về lính rồi đó. Thì thực sự cái đơn vị biên phòng chúng tôi không có tham dự. Chẳng hạn như tôi đơn cử, chẳng hạn như là Hà Lao, Mùa Hè Đỏ Lửa, hay là tái chiếm cổ thành Quảng Trị, hay là An Lộc rồi đó. Thì các cái binh chủng biên phòng của chúng tôi không tham dự vì chúng tôi phải đóng biên phòng. Chúng tôi bên binh chủng chúng tôi có cái biển quân, nhưng mà họ cơ động, họ lại sát đi, giống như du tụi quân lục chiến vậy. Cho họ nên nếu mà cái kỷ niệm, hoặc là tôi tham gia những cái trận đánh mà lẫy lưng thì thật sự thứ hai cô tôi cũng có tham gia. Nhưng mà chúng tôi là cứ đóng triền miên trên núi. Nhưng mà anh nằm anh gác biên phòng rất là quan trọng. Thì đó thì cái chiến lược. Nhưng mà chúng tôi đóng ở cái căn cứ tôi là ở Mỏ Than Nông Sơn đó, ở nơi nó giáp biên giới của tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đó. Thì cái vùng đó là cái vùng cô thấy rồi, cái vùng Việt Cộng, cái vùng đó dữ lắm. Nhưng mà thưa anh có bị thương lần nào không thưa anh? Dạ thưa có, phải có chứ. Nhưng mà cũng quan trọng là bị thương thì nhẹ thôi. Rồi mình nằm được khoảng 2 tuần, 3 tuần thì mình đi ra lại đơn vị thôi. Dạ như em với Quế biết là ngoài đại úy Nguyễn Bé ra, anh còn là một ca sĩ, nhạc sĩ Song Nguyễn. Thì lý do gì mà anh trở thành Song Nguyễn thưa anh? Thật với hai cô là cái lúc mà tụi tôi còn sinh viên á, là tôi sinh hoạt trong văn nghệ rất nhiều, tôi thích lắm. Anh Trịnh Công Sơn là cái đằng anh là một cái nhóm mà là của cá nhân mình cũng là ngoài Huế với nhau. Thì thích lắm. Và trước khi đi lính á, vì tôi cũng nói hai cô là tôi phụ trách một cái chương trình nhạc gọi là nhạc về giới tuyến cho đài phát thanh và đài truyền hình Đà Nẵng. Năm 1965 á, tôi phụ trách cho đó các lúc đó là cái băng nhạc đó còn khá nổi tiếng tại thành phố Đà Nẵng. Rồi sau 8 á, thì đi lính thì tôi lại thích đi lính tác chiến. Chứ còn tôi cũng thích, nếu mà thích đi chương anh trị thì khi đó tôi xin đi là có ngay. Nhưng mà đi là đi lính thôi, còn mình là mình đã đi vô quân trường, tôi theo tôi nghĩ mình đã đi sĩ quán thì mắc chí mình phải xin cái này. Những cái lúc mà anh nằm đóng quân như vậy đó, rồi anh nhớ nhà, anh có những lúc anh có hát không anh? Chắc không có đâu cô. Tức là mình hát thầm nhẩm những cái bài hát nào, hoặc là mình nhớ về Nhưng mà khi đi anh quân anh có đem theo cái guitar? Làm sao mà có cái đó là cái đó là cái hình ảnh bên súng mà cái hình ảnh anh Bùi Bảo Trúc nói một cái ông đại úy bị đồng quân một cái đàn trên chiếc xe rác rồi đó, là một cái hình ảnh là ông vẽ vợ cho nó thấy nó duyên dáng. Em thì cứ nghĩ là bên này súng bên này đàn chứ không có đâu. Không, cứ mình về hậu cứ thì mình chơi đàn được chứ thưa anh. Nhưng mà khi đơn vị tôi đó có về hậu cứ. Anh về nhà thôi, những lúc anh về nhà chơi thôi, nhưng mà thật sự mà nói là lúc đó không có cái gì giờ này. Tôi chỉ có mà. Nhưng mà anh cũng nghe đài vậy, anh nghe radio quân một luôn, là hậu cứ luôn. Dạ, đài. Lúc mà thí dụ như anh nằm ở biên phòng như vậy đó, anh có nghe radio những chương trình nhạc không anh? Nghe thì nghe nhưng mà có biết chẳng hạn như chương trình Dạ Lan rồi đó, hoặc là mấy có như Ngọc Minh Người Yêu Của Lính là thì biết. Dạ biết chứ, nhưng mà mình nghe lỏm bỏm được thôi, chứ còn cũng phải là theo dõi nữa nè. Tại vì cứ đi rồi đó rồi ở ngoài đó phải canh phòng dữ lắm. Như là khán thính giả nãy giờ đang xem chương trình đại úy Nguyễn Bé cũng như là ca nhạc sĩ Song Nguyễn, thì chắc hẳn là quý vị cũng muốn biết anh Nguyễn Bé tự anh Song Nguyễn đàn hát ra như thế nào. Em có thể mời anh hát bài để tặng quý khán giả đang xem chương trình Tiếng Hát Hậu Phương không thưa anh? Dạ được, dạ nếu đó là một cái niềm rất là vui. Em cũng đang muốn nghe anh mời. Anh hôm nay hát bài gì thưa anh? Dạ tôi xin gửi đến quý khán giả của Đài Hồng Việt TV nhạc phẩm Kỷ Vật Cho Em. Đây là cái bài thơ của Linh Phương mà nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ nhạc năm 1972. Cái bài này thưa hai cô là khi mà phát hành ra cô thay thân cô hát á, là lấy không biết bao nhiêu nước mắt của những người yêu của lính. Và ngay cả người lính chúng tôi khi nghe bài này á, rất là bàng hoàng, rất là xúc động. Bây giờ thì hay giờ chứ tôi không biết, nhưng mà tôi xin gửi tặng quý vị và tặng hai cô cái bài này. Cảm ơn. Yeah.
em hỏi anh bao giờ trở lại, xin trả lời mai muốn anh về. Anh trở về có thể bằng chiến thắng Playmate hay đức cơ đồng xoài bình giả. Anh trở về hàng cây nghiêng ngả. Anh trở về có khi là họ mùa cài hoa. Anh trở về bằng chiếc băng ca trên trực thăng sơn màu tang trắng. Em hỏi anh bao giờ trở lại, xin trả lời mai muốn anh về. Anh trở về chiều hoàng trôn nắng, bông số buồn liềm kín đời anh. Anh trở về mái tóc em xanh, chít khăn xô lên đầu vội vã. Em ơi, em hỏi anh bao giờ trở lại, xin trả lời mai một anh về. Em hỏi anh bao giờ trở lại, xin trả lời mai muốn anh về. Anh trở về đây kỷ vật viên đàn đồng đen, em sang sông cho làm kỷ niệm. Anh trở về trên đôi nàng gỗ, anh trở về bài tướng cụt chân. Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân bên người yêu tận nguyện trai đó. Em hỏi anh bao giờ trở lại, xin trả lời mai muốn anh về. Anh trở về nhìn nhau xa lạ, anh trở về gian dở đời em. Ta nhìn nhau ánh mắt không quen, cố quên đi một lần gian dối. Em ơi, em hỏi anh bao giờ trở lại, xin trả lời mai một anh về. Cảm ơn anh. Em nhìn thấy anh xong Nguyễn rất là xúc động ha. Thì em thấy một cái trực thăng chở những cái hòm gỗ xuống tới phi trường, rồi những người quá phụ khăn trắng, rồi cầm cái thẻ bài, rồi cốc, đầu đội khăn tang. Em thấy cái hình ảnh đó thì tất cả những người của chúng ta không có thể nào mà không có thể nào mà quên được lắm anh. Cái bài này nó lột trần cái cuộc chiến của chúng ta hồi trước. Dạ. Mà cái sự thật là nó phơi bày. Mà có cái hay cái miền Nam của mình, cái chính phủ của mình nó có cái hay chỗ này. Là những cái bài đó là để cho lính xúc động. Người ta nói là xuống tinh thần no way. Chúng tôi nghe là chúng tôi thấy đó là cái sự thật của một cái cuộc chiến. Là con cái đó không phải là xuống tinh thần. Mình có là mình xúc động cho mình là mình cần dạ, phải nó có rất là hay chứ không phải những phải bài giải đó tỏa là cái xúc động về dạ. Dạ, không có. Tôi thích là tôi thấy một cái những cái tác phẩm như này. Như hai cô đã biết qua những bài ngày mai đi nhận sao chăng rồi đó, tự như con người yêu rồi đó, những tấm cái bài. Bài. Phải không? À, tưởng như còn bài, yêu tưởng như còn tưởng yêu rồi dạ, bài tấm dạ, thẻ bài của dạ, anh dạ, cái Quyền Anh rất là hay. Đó là những sự thật anh mà dạ, mình phải chấp nhận thôi, tại dạ, trong cuộc chiến mà phải dạ, có những hy sinh, những mất mát như vậy. Cho nên hai cô biểu những cái bài này mà anh em lính chúng tôi là cứ đi, nếu mà cô nói mình nói về nhà chúng tôi lẩm bẩm mấy cái này
thì là một vài các câu này các cũng là nghe người thấy luôn thôi. Dạ. Thì trong những lúc mà mình hành quân chắc chắn phải có lẩm bẩm những bài hát này. Mà bài nào mà anh thích nhất trong cái lúc mà trong cái khoảng thời gian đó, bài hát nào là bài hát mà anh yêu thích nhất, anh hay hát nhất? À, dạ, còn cái bài mà thì nói thật sự hay hát là cái bài mà tôi yêu thích nhất, mặc dù tôi ở Huế Đà Nẵng. Nhưng mà cái khung cảnh Sài Gòn nó chúng tôi rất là thích này. Đó là cái bài mà Chiều Trên Phá Tam Giang đó. Cái ông Tô Thủy Yêu ông viết ở trên dòng sông Thạch Hãn, ông Nhật Trường phổ nhạc mà ông viết ngoài chúng tôi mà. Quá hay. Đó thì bài chúng tôi đó mình nhớ về cái Sài Gòn rồi, có những cái người tình của mình, cô sinh viên, cô đi vô được cái thương xá rồi cô nhớ cái người ở ngoài cái giờ này thương xá sắp đóng cửa. Vâng, đó thì những cái bài đó là cái thì bài anh có thuộc không? Anh hát một hai câu. Em có thể mời anh hát một đoạn không thế? Hay là hát bài bài cũng được. Cái có một vài đoạn. Bài đó em rất thích nha. À dạ. Thì cái bài đó là thơ của Tô Thủy Yên. Dạ anh được thì ba bài hai cô biết rồi. Thì tôi có thể tôi hát một đoạn đầu trẻ cho nó giọng. Chiều trên phá Tam Giang, anh chợt nhớ em. Nhớ ôi niềm nhớ, ôi niềm nhớ đến bất tận. Em ơi, em ơi, giờ này thương xa sắp đóng cửa, người lao không quét dọn hành lang. Giờ này thành phố chợt bừng lên, để rồi tắt nghỉ sớm. Ôi Sài Gòn, Sài Gòn giờ giới nghiêm. Ôi Sài Gòn, Sài Gòn rộng giới nghiêm. Ôi em tôi, Sài Gòn không buổi tối. Giờ này có thể trời đang nắng, em rời thư viện đi dòng chơi. Hàng cây viền ngọc thật lén trôi, nghĩ tới ngày thi tương lai thúc hối. Căn phòng nhỏ cao ốc vô dân, rồi nghĩ tới anh, rồi nghĩ tới anh, nghĩ tới anh. Quá dễ thương. Cái hình ảnh rất là đẹp. Cái tâm trạng của những người yêu của lính. Hình ảnh rất là đẹp, mặc dù trong thời chiến nhưng hình ảnh nó không thể nào mà quên được. Em thấy anh Song Nguyễn có xúc động trong hai cái bài hát này phải không thưa anh? Dạ vâng, dạ, những cái tác phẩm, những cái nhạc phẩm tác phẩm này là tôi yêu thích từ hồi xưa, từ hồi còn lính đến giờ. Cho nên mấy chục năm giờ này vẫn ngồi hát, vẫn ngồi ta thấy là... Dạ thưa, là... thưa anh trước... tức là 30 tháng 4 năm 75 đó là lúc đó anh đang đóng quân ở đâu thưa anh? Dạ thưa, lúc đó là chúng tôi di tản từ Đà Nẵng đi vào trong, nhưng mà đơn vị nó là tan hàng rồi. Cho nên là đi theo nhiều hướng thì cứ ai có phương tiện gì đi. Rồi thì quay cuồng trong gần 3 tuần lễ đó, từ Phan Rang đi vô tới thì là 30 tháng 4. Rồi tôi đi thẳng vô trong trại cải tạo luôn. Xin phép anh đã có những lời chia sẻ của khán giả ngoài gọi vào thưa anh. Anh Trung Nguyễn ở Philadelphia cảm ơn Hồng Việt đã mời cựu đại úy, nhạc sĩ và ca sĩ Song Nguyễn lên chương trình hôm nay. Xin yêu cầu chú Song Nguyễn hát thêm một bài nữa về lính. Chúc cho hai cô Trang Thanh Lan và Phương Hồng Quế cùng đài Hồng Việt luôn được bình an và hạnh phúc. Bữa nay Nghĩa Sửa bị thất nghiệp rồi ha. Không, Nghĩa Sửa cũng đợi nhẹ nhẹ theo cũng hay lắm. Cũng đẹp theo hay lắm. Vâng, chúng tôi vẫn tiếp tục nhận những cái lời chia sẻ của quý vị qua số điện thoại 714-933-7877 thưa quý vị. Trang Thanh Lan cũng có cái lời chia sẻ đây thưa quý vị. Em xin phép anh cho em đọc. Anh Hiệp Trương ở San Jose. Chào anh Hiệp. Gửi lời chào mừng Liên trưởng Nguyễn Bé thuộc binh chủng Biệt động quân. Anh hát rất là hay. Anh Hiệp Trương rất thích nghe bài hát này. Gửi lời thăm hai cô Trang Thanh Lan và Phương Hồng Quế. Xin nhắc cô Phương Hồng Quế là bây giờ đã có chiến sĩ Biệt động quân rồi, thì khi nào sẽ có chiến sĩ địa phương quân theo lời hứa của cô Quế? Gửi lời thăm Nghĩa Sửa và chúc đài Hồng Việt luôn luôn thăng tiến trên con đường phục vụ đồng hương. Xin cảm ơn. Dạ vâng, để trả lời anh Hiệp Trương, rất cảm ơn anh Hiệp Trương đã giới thiệu các chiến sĩ địa phương quân và nghĩa quân. Và chúng em sẽ bây giờ là không, chương trình thường thường là không có
muốn nói trước, tức là giữ cái bật mí bí mật cho tới giờ chót surprise. Cho nên là anh Hiệp Trương cứ đón xem tuần tới hoặc tuần tới nữa thì sẽ có các anh chiến sĩ địa phương quân và nghĩa quân lên với chương trình Thế Hậu Phương anh. Dạ cảm ơn anh Hiệp Trương rất là nhiều. Dạ thưa anh đi tù Cộng sản bao nhiêu năm thưa anh? Dạ thưa 7 năm. 7 năm. Rồi có 2 năm tù tiếp nữa vì vượt biên bị bắt, thành ra 9 năm. Anh ở những cái trại nào? Tôi thì là không ra Bắc, nhưng tôi ở những trên những cái vùng của Bù Gia Mập, Bình Long, Phước Long. Thì nên là không ra Bắc nhưng mà hắn cũng được xem thôi. Vì núi non và lạnh lẽo thì hắn như nhau thôi. Với cái trong trại tù nó giống như nhau hết. Nó cũng khắc nghiệt vậy thôi. Mà tù Cộng sản với tù vượt biên nó khác sao nhau sao anh? Tù Cộng sản thì nó có vẻ nó... À tù mà tù cải tạo. Mà nó dùng cái chữ cải tạo. Thì hắn giống như mà họ đầy mình đó mà. Giống như mà còn cái tù mà vượt biên thì là bắt nhốt năm đó thôi. Còn cái thằng này cái sĩ quan chúng tôi là phải bắt đi làm cái này. Nhưng mà nó biết cái hồ sơ lý lịch của anh là sĩ quan đi tù về thì nó có bị biệt đãi nên là nó ngược đãi anh không? Giờ về nhà. Dạ không, lúc mà đi tù vượt biên thì nó là đài. Dạ thì đương nhiên rồi là mình là bị hai cái án, đã án đầu rồi là coi như là không chừa thì không sao. Thứ nhất là đã đi tù. Nhưng mà nếu vượt biên như chúng tôi thì như mọi người thường thì tôi nghĩ rằng khoảng 5-7 tháng năm thôi. Đúng rồi, 5-7 tháng năm thôi. Mấy tháng thôi thưa anh? Anh bị mấy tháng? Anh bị 2 năm. Thì như vậy là nó cũng có cái phân biệt đối xử trong đó chứ. Tại vì anh là người sĩ quan đã được đi học, đi học mà còn không tốt. Tức là ra rồi mà còn chống chế độ. Học tốt mới được thả ra, mà giờ học tốt rồi mà thả ra mà còn đi nữa thì anh đáng tội 2 năm là đúng rồi. Mình đáng tội. Dạ thưa, khi mà năm mấy là anh đi qua Mỹ bằng cái phương tiện gì thưa anh? Dạ tôi thì vượt biên. Vượt biên? Năm nào thưa anh? Năm 88. Năm 88 thì mình thấy là có HO rồi mà. Qua HO tới năm 90 mới có. Năm 90 là năm 90 mới có lần. Lúc đó là anh đi vượt biên để bà qua Mỹ. Sau khi ở tù vẫn tiếp tục đi nữa. Bị động quân sát. Phải đi thôi. Thấy không? Bị động quân sát nhất định là phải đi. Đó là không còn, ngày là qua là không còn lối chơi thôi. Làm sao mà ở với Cộng sản được? Nó đi. Dạ thưa anh, sau đây có một lời chia sẻ nữa để em xin phép anh để em đọc. Chị Nguyệt ở Boston. Chị có lời hỏi Phương Quế và Trang Thanh Lan mua áo dài ở đâu mà đẹp quá. Cảm ơn chị. Chúng em là thường thường là may ở Khai Vinh Hiệp á thưa chị. Nhưng mà chị hỏi cái vải thì nếu mà chị có dịp qua Cali thì chúng em sẽ hướng dẫn chị đi đến một cái nơi mà rừng vải bao la, không biết chọn cái nào hết thưa chị. Dạ khi cảm ơn chị rất nhiều thì em sẽ hướng dẫn chị. Sau đây là lời chia sẻ của anh Hòa ở South Carolina. Quang bị kêu rồi. Đi shopping là phải đi Master Phương Hồng Quế. Nghĩ sửa kêu Master muốn Phương hỏi liên trưởng Nguyễn Bé trước kia có phải ở trại tù G30C Hàm Tân Thuận Hải độ 45 phải không? Dạ đúng rồi. Dạ cảm ơn anh Hòa. Đúng phải không anh? Dạ. Vậy chắc anh Hòa cũng có đi học chung hay sao? Không, như vậy là ông này á, là tôi nhớ anh này là anh sếp của tôi đó trong trại á. Thế anh làm sếp đó trong cái ông nào mà thì nếu anh Hòa phải là sếp của anh Bé thì anh Hòa gọi vào nữa để xác nhận thì anh với lại lấy số điện thoại liên lạc. Dạ vâng thưa quý vị, chúng tôi xin phép quý vị tạm ngưng chương trình trong chốc lát để mời quý vị xem một số ít thông tin thương mại của đài. Xa trường cho lòng em nhớ thương, cho em cả bài tiếng hát hậu phương. Rất cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của Hồng Việt TV. Chương trình tiếng hát hậu phương được đặc biệt bảo trợ bởi công ty điện tử Teletron. Teletron có rất nhiều chi nhánh trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, là một nơi chuyên bán những vật dụng điện tử như TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, bàn ghế, tủ, giường, nệm đều được làm tại Italy. Và đặc biệt nhất vẫn là chiếc ghế massage hiệu Inada được làm chính gốc tại Nhật Bản, thời gian vừa qua quý vị đồng hương sử dụng và rất yêu thích. Quý vị có nhu cầu mua sắm xin vào trang nhà teletronusa.com. Quý vị có thể gọi điện thoại qua số 1-877-892-6999. Và chương trình Tiếng Hát Hậu Phương cũng được bảo trợ bởi Thele Yến, một nơi đáng tin cậy. Bởi vì Yến Thele chỉ chọn những mặt hàng tinh chất, nguyên chất, thượng hạng, không pha chế, không tạp chất, xuất xứ từ Indonesia. Người ơi chọn mặt gửi vàng, chọn Yến.